cây Yamaha G90A. Cây này đẹp chưa từng thấy. Đây là một cái cây đàn mà từ cuối thập niên 60 đầu 70. Nó đã hơn 50 tuổi rồi. Nhưng mà có thể thấy là nó còn rất là đẹp. Khóa còn sáng như này, khóa nguyên zin. Từ sơn lưng hông mặt đều đẹp. Cái này thì là tem chữ nhũ vàng ấy. Có dấu chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp của Nhật Bản. Cái đàn tức là âm thanh tốt, đẹp, cần thẳng, dễ chơi, khóa zin, nói chung là hoàn một cái đàn hoàn hảo. Thì thực ra G90A thì có những cây bán chỉ triệu, già triệu, 2 triệu, nhưng cây này thì nó đẹp xuất sắc, nên là giá là 2,8 triệu. Bạn nào có nhu cầu thì các bạn liên hệ. Xin cảm ơn các bạn.